chấn động, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nam mạng, cầu Phật Phật độ, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại bản mệnh Canh Thân trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc bản mệnh luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Ất Tỵ 2025, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu, quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chỉ ra rằng năm Ất Tỵ 2025, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, bất ngờ được trời Phật thương tình, thần tài mở kho ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu trúng đấy, trúng số liên tiếp, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, trong năm 2025, bản mệnh tuổi Canh Thân cần phải làm gì, làm sao để đón cát xua hung, lộ trình may mắn, sức khỏe bình an, tài lộc như ý? Ngay sau đây, mời các bản mệnh Canh Thân cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, thông tin đặc trưng tính cách người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nam mạng. Tuổi Canh Thân trong cuộc đời được Quan Thế Âm hộ mệnh, Đại Nhật Như Lai bảo hộ, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban phúc và Phật Diệu Quang ban cho trí tuệ. Không chỉ là những người thông minh, tài giỏi mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có cuộc sống ở mức khá, không lo thiếu tiền, thiếu bạc, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời đẹp đạo, sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý và ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần thành đạt. Tuổi Canh Thân, nam mạng, được ông Quan Đế độ mạng, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 71 tuổi đến 85 tuổi, những người thật thà, ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Có thể nói rằng, khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người tuổi Canh Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nam giới tuổi Canh Thân rất ham học hỏi, có thể thu nhập thông tin cho mình bất kỳ ở đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong lĩnh vực cuộc sống, họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Canh Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Canh Thân giỏi trong giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Canh Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Canh Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập, giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mặt. Nếu làm việc tập thể, nam tuổi Canh Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số nam giới tuổi này làm việc gì cũng theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Canh Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Tuổi Canh Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Canh Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tóm lại, tuổi Canh Thân nam mạng có cuộc sống ở mức khá, không dư giả quá, cũng không thiếu thốn quá, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ, nếu sống tốt đời, đẹp đạo, sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý vào ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần, thành đạt trong tương lai.
Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Canh Thân trong năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 là 46 tuổi âm lịch và 45 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Canh Thân theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp Ất tương sinh, luận tử vi tuổi Canh Thân cho thấy đây là năm chủ mệnh, công việc được hanh thông, nhờ được quý nhân giúp đỡ, bản thân mở mang có sự liên kết hoặc đầu tư chung với người khác. Bản thân xác định cần phải nỗ lực hơn để đạt được thành quả tương xứng. Xét về địa chi, thân gặp Tỵ, lâm cục diện tứ hành xung, công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi được bệnh. Xét về ngũ hành, ngũ hành bản mệnh và ngũ hành nam tương sinh, vận khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu con được con, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay, các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Tiểu kết, bước sang năm 2025, vận khí của nam mạng Canh Thân có thăng có trầm, bản mệnh đón nhận đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức, cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến trong năm. Dù gặp khó khăn, cũng đừng vội chùn bước, bỏ cuộc, cứ quyết tâm theo đuổi thì cuối cùng sẽ nếm được trái ngọt xứng đáng. Tài chính không cần phải lo lắng, dễ có của ăn của để. Thể trạng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng hợp lý thì tình trạng mới sớm có cải thiện. Thứ hai, xem tử vi Canh Thân, sinh năm 1980, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Canh Thân nam mạng, gặp sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu tinh là một trong số 9 vị tinh quân nằm trong hệ thống cửu diệu, có sự chi phối đến mỗi một bản mệnh theo một chu trình nhất định. Tròn sao này nằm trong nhóm sao xấu, hung tinh thuộc hành kim, vì vậy có thể nói, khi gặp sao này chiếu mệnh, cả nam lẫn nữ đều chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Với tên gọi này, quý bạn cũng có thể hiểu được phần nào tính chất vận hạn của sao La Hầu, hạn sao La Hầu chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định, phải đối mặt với một thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với đường công danh, có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm, có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải án binh bất động, không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra trong công việc, cần cẩn trọng mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tụng. Về tài vận, chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh, nên dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó. Không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi, vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, người có sao La Hầu chiếu mệnh dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Nhưng đặc biệt, nếu trong năm đàn ông có sao này chiếu mệnh mà vợ mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao La Hầu như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trung độ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên, như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, đàn ông ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rủi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Canh Thân, theo niên hạn là Tam Kheo. Tam Kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe, người gặp phải hạn Tam Kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, cũng không nên ở những nơi ẩm thấp, khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng, ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Từ xưa, ông cha ta đã lưu truyền câu nói, Tam Kheo thống nhãn thương thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn Tam Kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian của năm gặp hạn đó. Về sức khỏe, những người có hạn Tam Kheo trong năm cần chú ý những phong thấp cũng như những thương tích về chân tay mà mình gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Theo đó có thể những việc trong gia đình hoặc người thân có chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho bạn. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không ắt có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Thứ tư, vận niên năm 2025
của tuổi Canh Thân, Nam Mạng. Năm 2025, tuổi Canh Thân, Nam Mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ là rồng gặp mây, được thời cơ làm mưa, làm gió cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều công việc to lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn vất vả lúc khởi đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có tác dụng tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh sự nghiệp tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp sức. Sau đường công danh thành toại, trong năm này bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo quan tâm đến trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Xem vận hạn năm 2025 tuổi Canh Thân, Nam Mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Canh Thân cần tránh các năm tam tai là Dần, Mão, Thìn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Canh Thân 1980 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Không có thêm yếu tố hung hiểm nào tác động lên vận trình năm Ất Tỵ, bản mệnh yên tâm làm việc và vui sống. Kim Lâu năm 2025. Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ Canh Thân 1980 là 46 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm Kim Lâu Thân. Kỵ bản thân, gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Hoàng Ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Canh Thân là Tứ Tấn Tài, không phạm Hoang Ốc. Tứ Tấn Tài, có câu Tứ Tấn Tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Thái Tuế năm 2025. Canh Thân 1980, trong năm Ất Tỵ 2025, sẽ phạm vào hình Thái Tuế. Hình Thái Tuế, năm hạn Thái Tuế hình tuổi Cầm Tinh, trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hình Thái Tuế, hay còn được gọi là Thiên Xung, chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng hình khắc, tức Thiên Xung với lưu niên Thái Tuế. Cách hóa giải hình Thái Tuế, đặt một ly nước trắng về hướng cầu tài. Năm 2025, hướng cầu tài là hướng chính Bắc, để tăng tài vận, cùng với đó, bản thân nên năng đi đền chùa cầu an. Những ai vào năm phạm Thái Tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm Thái Tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm Thái Tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm Thái Tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Canh Thân 1980, năm Ất Tỵ 2025 là Trạch Phúc. Trạch Phúc là một trong bốn trạch tốt gồm Trạch Phúc, Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1980 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1980 gặp trạch phúc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Canh Thân, Nam Mạng. So với tử vi tuổi Canh Thân 2024, năm 2025 thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ, công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương. May mắn có thêm chính quan, chính ấn cát tinh hỗ trợ, nên cũng đạt được ít nhiều thành công,
hay sự thăng tiến, có điều tất cả vẫn ở mức khiêm tốn. Tiền bạc đủ tiêu pha, trang trải cuộc sống, chứ cũng không dư dôi quá nhiều. Kinh doanh, đầu tư, nếu chuyển hướng khác sẽ có lợi hơn. Năm có đào hoa tinh chiếu mệnh, nên tình duyên khá cát lành, nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Về sức khỏe cần lưu tâm nhiều hơn, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng dễ đau ốm và tiêu tốn không ít tiền bạc ở phương diện này. Về phương diện công danh sự nghiệp, năm 2025 sẽ là năm bình ổn với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí chưa thực sự khởi sắc, bản mệnh nên tận dụng đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số sẽ có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức lương. Năm nay, bản mệnh nên xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới, có thể quá trình khởi đầu. Bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, tài lộc khá vượng, tuy nhiên, cần cẩn trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn tiền của. Trong công việc, bản mệnh tuổi Canh Thân nên cẩn trọng, do vận trình trong năm vẫn ám tàng hung vận bởi cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi gây ra. Khi vấp phải khó khăn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn để giải quyết, thay vì mất kiểm soát mà nóng giận buông lời khó nghe đối với mọi người. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, bản mệnh tuổi Canh Thân cần khéo léo hơn nữa. Đôi khi nên lùi một bước để tiến hai bước, tiết chế cảm xúc cá nhân, lấy đại cục làm trọng, thì các mối quan hệ xã giao sẽ ngày càng được mở rộng, gặp thời cơ chín muồi ắt sẽ có quý nhân đứng ra giúp đỡ. Sự tác động của hung tinh sẽ gây nhiều xáo trộn, nên sẽ có thời điểm bản mệnh tuổi Canh Thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, tinh thần căng thẳng khi phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm cũng như áp lực cùng lúc. Bản mệnh nên chia sẻ công việc với mọi người, tận dụng tối đa sức mạnh tập thể để có thể tạo bước đà thăng tiến cho bản thân mình. Năm 2025, với bản mệnh tuổi Canh Thân có nhiều áp lực trong vận trình của mình, nhưng cũng có nhiều vận may đưa tới, cơ hội được tăng lương, thăng chức cũng có. Tuy nhiên, bản mệnh cần đề phòng có kẻ xấu gièm pha, tiểu nhân hãm hại, chú ý không nên dính dáng đến kiện tụng. Bên cạnh đó, bản mệnh nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tránh để căng thẳng quá lâu, dẫn đến bệnh lý trầm cảm, suy giảm sức khỏe. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Canh Thân hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Về phương diện tài lộc, nhìn chung, tài lộc năm 2025 của tuổi Canh Thân, nam mạng, thường không biến động mạnh, dù tài sản vẫn có dấu hiệu tăng tiến, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Sao La Hầu tác động, khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc, vất vả chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập như cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, vẫn giữ được khách hàng cũ, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng, nên quan sát biến động thị trường, phân tích mặt lợi hại của các ngách thị trường để có hướng đi phù hợp. Đầu tư thông minh sẽ giúp bạn vừa giữ được tiền mà còn hạn chế được rủi ro. Mặc dù bản mệnh tuổi Canh Thân trong năm này, mọi thứ tiến hành không gặp phải bất lợi nào quá lớn, nhưng vẫn cần có sự tính toán cẩn thận sẽ tốt hơn. Nhất là khi có sao hạn chủ hao tài chiếu mệnh, việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, hạn chế tối đa những toan tính mạo hiểm kẻo gây hao tán tài sản. Bản mệnh cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân không bị thất thoát. Nên tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Khoảng thời gian đầu năm dễ hao tốn tiền của do sự ảnh hưởng của hung tinh, nhưng cuối năm làm ăn được thuận lợi hơn, tài lộc được cải thiện đáng kể. Về phương diện tình cảm, gia đạo,
năm 2025. Bách Việt và Hàm Chỉ đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Canh Thân. Bản mệnh dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn. Chuyện tình cảm gia đạo cũng hài hòa, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2025 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là tính chất gắn kết mối quan hệ giữa hai người thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, năm 2025, bản mệnh tuổi Canh Thân có vận trình sức khỏe không được tốt lắm trong năm do bị tác động của hạn tam kheo cùng với các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc làm cho bản mệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh về xương khớp, phong thấp hay bệnh cũ tái phát. Cục diện tứ hình xung, dần thân tỵ hợi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Vì vậy, bản mệnh tuổi Canh Thân trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên rèn luyện thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Bản mệnh cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện, điều trị bệnh kịp thời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Hóa giải vận hạn phong thủy năm 2025 dành cho nam mạng Canh Thân sinh năm 1980. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2025. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chắc công danh tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng, làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính, hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi áp lực từ cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người Việt để cầu tài lộc, may mắn. Tiêu chí để chọn người đến xông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Canh Thân. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ.
Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Mậu Tuất 2018, tốt, Kỷ Sửu 2009, tốt, Mậu Thìn 1988, tốt, Kỷ Mùi 1979, tốt, Mậu Tuất 1958, tốt, Kỷ Sửu 1949, tốt, Mậu Thìn 1928, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Quý Sửu 1973, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Thân trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm Ất Tỵ 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước vào tháng 1 âm lịch, bản mệnh cần lưu ý mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi, tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Tuy vậy mặt chuyên môn nghề nghiệp thì lại có lợi hơn, nhất là khi bản mệnh biết cách vạch kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Lưu ý, trong tháng có sao La Hầu tác động mạnh mẽ, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Canh Thân về phương diện sự nghiệp không được như ý muốn. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn, làm cho tinh thần không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho bản mệnh tuổi Canh Thân gặp rất nhiều phiền phức, khiến bản mệnh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Tháng này bản mệnh nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên cho bản mệnh nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước sang tháng 3 âm lịch, được tam hợp trợ mệnh, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Thân có phần khởi sắc. Công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai có phần thuận lợi, tài lộc vượng nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Trong lúc thuận lợi, bản mệnh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của bản mệnh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kẻo lại vướng phải đào hoa giữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tổng thể đường tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Thân trong tháng 4 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Chính quan xuất hiện, vận thế của bản mệnh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn, bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được rủng rỉnh. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi của bản mệnh tuổi Canh Thân tháng 5 âm lịch năm 2025
có điểm thăng tiến nhẹ, vận khí khởi vượng. Tình trạng kiếm tiền tay trái của bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của bản mệnh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Có thể nhìn ra bản mệnh Canh Thân sẽ có một tháng bình ổn. Làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân bản mệnh Canh Thân cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình. Việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Bước sang tháng 7 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của bản mệnh tuổi Canh Thân khó được như ý muốn. Tháng này, bản mệnh tuổi Canh Thân bị hung tinh quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền. Về phương diện tình cảm không như ý, bản mệnh tỏ ra khá nóng tính, cục tính. Tháng này, bản mệnh tuổi Canh Thân không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bản mệnh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Bản mệnh cũng nên chú ý, sự tác động của sao La Hầu làm cho bản mệnh phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng 8 âm lịch, vận trình công việc của bản mệnh tuổi Canh Thân tương đối bận rộn. Bản mệnh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, bản mệnh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Ngoài ra tháng này bản mệnh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi. Về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Tài lộc tốt. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của bản mệnh tuổi Canh Thân đang cát tinh chính ấn và chính quan hợp lực, mang tới nhiều sự may mắn, bản mệnh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng bản mệnh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Bản mệnh tuổi Canh Thân cũng cần phát huy tài năng của mình hơn nữa để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này bản mệnh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, bản mệnh được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này rất thuận lợi. Hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể. Về sức khỏe, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn xê sát nhỏ không đáng có. Bước sang tháng 10 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng 10 âm lịch đối với bản mệnh tuổi Canh Thân gặp nhiều khó khăn trở ngại, tháng phạm cục diện tứ hành xung, dần thân tị hợi, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng. Bản thân bản mệnh cần phải lý trí, tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Lại thêm, bản mệnh Canh Thân cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú, thiên khóc là hung tinh, điều này làm cho bản mệnh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc, tài lộc chậm. Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Canh Thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh, mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng bản mệnh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Về phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Thân trong tháng này tương đối tốt, công việc thuận lợi, giúp cho bản mệnh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc. Nhìn chung, trong tháng này bản mệnh tuổi Canh Thân có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho bản mệnh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bản mệnh tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, bản mệnh cần chú ý đến giấy tờ sổ sách, nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Bản mệnh cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp. Về tháng cuối năm có nhiều nguồn thu dồn về, nhưng việc chi tiêu mua sắm trong dịp Tết cũng không hề ít. Vì vậy bản mệnh Canh Thân cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh thất thoát gây hao tán tiền bạc không đáng có. Về gia đạo, khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ, tình cảm vợ chồng cũng có điềm báo không lành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.